Chào các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái thông tin mà rất là thiết thực hàng ngày mà chúng ta đang thắc mắc. Đó là gì ạ? Có nên cho trẻ sơ sinh nằm điều hóa hay không? Và nếu như được hay không được thì chúng ta cũng phải có những cái biện pháp, những cái thông tin hữu ích để chúng ta nắm bắt. Thì cái câu trả lời đầu tiên của tôi cho các bạn đó là gì ạ? Chúng ta nên nằm điều hòa nhé. Khẳng định trước như vậy. Đương nhiên là dạ, trong cái trường hợp mà vào mùa hè nhiệt độ bên ngoài oi bức rất là khó chịu thì cái việc nằm điều hòa nó giúp cho bé dễ chịu hơn, bé ngủ ngon hơn và giúp bé phát triển tốt hơn. Như vậy chúng ta sẽ nằm điều hòa. Đấy. Thế thì nằm điều hòa rồi thì chúng ta sẽ phải để nhiệt độ là bao nhiêu? Cách kiểm tra nhiệt độ của phòng như thế nào và cách kiểm tra nào nhiệt độ đó đã phù hợp với trẻ chưa? Khi nào thì mình thấy trẻ nóng quá, khi nào thì mình thấy trẻ lạnh quá để chúng ta điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp. Thì đầu tiên chúng ta đừng có quan sát cái nhiệt độ ở cái điều hòa nó chỉ ấy, nó không đúng đâu. Tại vì nhiệt độ đó thì nó chỉ là nhiệt độ mà cái gió ở cửa điều hòa thổi ra. Chứ còn nhiệt độ phòng nó có tùy thuộc cái phòng của mình là 10 mét vuông, 20 mét vuông hay là 30 mét vuông thì nó sẽ khác nhau. Thế cho nên là gì ạ? Để chính xác nhất thì các bạn giúp tôi mua cho một cái nhiệt kế, ẩm kế để đo. Thì các bạn cứ ra cái cửa hàng thiết bị y tế mua một cái đồng hồ ấy, nó có cả cái đồng hồ nhiệt kế và ẩm kế luôn. Thì cái đó mới là cái chuẩn. Và dựa vào cái nhiệt kế ẩm kế đấy thì các chuyên gia hàng đầu của châu và thế giới họ khuyến cáo như thế nào? Thứ nhất là về nhiệt độ thì là chúng ta nên duy trì ở 23 cho đến 26 độ C. Đó là nhiệt độ an toàn cho trẻ sơ sinh. Đấy. Và cái độ ẩm cần thiết là từ 40 cho đến 60%. Đó là những cái thứ mà chúng ta sẽ nhìn thấy được ngay trên cái nhiệt kế ẩm kế như này. Chứ còn nếu chúng ta bật điều hòa mà chúng ta chỉ quan sát cái nhiệt độ nó báo trên điều hòa thôi thì là không chính xác, được chưa? Đây là nhớ nhà nhiệt độ phòng nhá. Đây là nhiệt kế ẩm kế để đo nhiệt độ phòng. Đấy, nhiệt độ này mới là nhiệt độ chuẩn. Để phòng các bạn có 20 mét vuông, 30 mét vuông hay là 40 mét vuông thì nó không quan trọng và chúng ta sẽ nhìn cái nhiệt độ và độ ẩm trên cái thiết bị nhiệt kế. Đó là cái nhiệt độ cần thiết. Thế thì làm thế nào để biết được rằng gì ạ? Với cái nhiệt độ như này thì trẻ đã mát chưa hay là trẻ lạnh quá hay là trẻ vẫn nóng quá? Thì các bạn biết rằng trẻ em ấy thì cái quá trình phát triển nó diễn ra rất là mạnh và nhiệt độ cơ thể của trẻ thường nóng hơn người bình thường. Tại vì sao? Tại vì cái chuyển hóa cơ bản nó cao. Cái chuyển hóa cơ bản cao, nó tỏa nhiều nhiệt thì nó sẽ nhiệt độ thân nhiệt của trẻ nó sẽ cao hơn. Thì làm thế nào để chúng ta biết được thân nhiệt của bé với cái nhiệt độ điều hòa như vậy nó phù hợp với chưa? Thì để kiểm tra xem là bé nóng hay là lạnh thì chúng ta kiểm tra ở các vị trí sau. Thứ nhất đó là vị trí lưng, thứ hai là vị trí bụng và thứ ba là vị trí cổ, phải không ạ? Và chúng ta sẽ dùng cái mu bàn tay này, chứ đừng có dùng lòng bàn tay. Tại lòng bàn tay chúng ta bị chai hết rồi, đúng không? Thì làm sao mà cái tiếp xúc vào da bé thì nó có cho cái cảm giác về nhiệt nó kém hơn. Cho nên chúng ta dùng cái này, nó đặt vào bụng của bé, mu bàn tay, đúng không? Đấy, đặt vào lưng này, hoặc vào bụng này, hoặc vào cổ bé để xem là bé có nóng quá hay không. Từ đó mình điều chỉnh cái nhiệt độ của điều hòa và từ đó mình được cái nhiệt độ của phòng mong muốn dựa trên cái ẩm kế và nhiệt kế. Đấy. Thì nếu mà để dấu hiệu để các bạn nhận biết là gì ạ? Dễ nhất ý là trẻ nóng quá là các bạn nhìn này, nhìn mặt bé bắt đầu là hơi đỏ, da đỏ phừng phừng lên, đúng không? Và sau gáy của bé thường thường như vậy là sẽ bắt đầu có ra mồ hôi. Thì đó là cách để nhìn nhận và mình dùng cái tay này mình đặt vào bụng bé, đặt vào lưng bé thì nó nóng hơn bình thường. Đấy, thì chúng ta thì cái nhiệt độ đó là chưa phù hợp. Còn để biết bé khi nào lạnh quá thì lại không quan sát vào đó, mình lại nhìn tay, nhìn chân của bé thì nó có những cái biến dạng biến đổi cái màu sắc của tay, cái da tay và da chân ấy thì nó thường xanh hơn, nó xám hơn thì đó cũng là cái dấu hiệu mà để trẻ lạnh. Thế cho nên chính vì vậy để xác định, để các em xác định được bé khi nào nóng quá hay là khi nào lạnh quá rất là khó.
Tại chúng ta không phải là chuyên gia, chúng ta là mẹ bỉm, đúng không? Thì các chuyên gia đã để sẵn cho các bạn cái nhiệt độ phòng ở nhiệt kế ẩm kế là 23-26 độ là an toàn, được chưa? Đó là cái thứ nhất, là nhiệt độ để bao nhiêu cho nó phù hợp. Đấy. Thế thì một vấn đề nữa chúng ta cũng phải lưu tâm, rất nhiều các mẹ bỉm lưu tâm. Đó là gì ạ? Khi mà cho bé nằm điều hòa thì con các bạn sẽ có dấu hiệu sổ mũi, thậm chí ho. Thì các bạn sẽ phải xử lý như nào? Tức là gì ạ? Khi nằm điều hòa mà bé sổ mũi, ho, thì cái này nó không phải là do điều hòa. Đấy, nó không phải là do điều hòa. Tại vì sao ạ? Khi mà bé sơ sinh chúng ta cho vào phòng điều hòa, vì khi bật điều hòa ấy, thì không khí nó rất là khô. Nó khô như vậy thì, và cái hơi thở của bé thì là hít liên tục, hít không khí lạnh và khô vào trong phổi, thì cái không khí khô đấy nó làm cho niêm mạc của mũi của bé bị khô. Từ đó gì ạ? Thì cái cơ chế điều tiết tự nhiên của cơ thể của trẻ nó sẽ gì ạ? Nó tăng tiết dịch. Đấy, tăng tiết dịch để nó làm ẩm cái niêm mạc mũi này, đúng không? Để tránh khô niêm mạc mũi thì bé bắt đầu là gì ạ? Sụt xịt. Đấy. Và nó sụt xịt như vậy, có dịch này thì dịch này nó sẽ chảy vào họng và nó gây đôi ba tiếng ho. Như vậy cái việc này nó không ảnh hưởng gì cả, các bạn đừng quá lo lắng. Và chúng ta chỉ cần đợi khoảng 3 đến 4 ngày, khi mà bé nằm trong cái phòng điều hòa như vậy thì bé sẽ quen với điều kiện đó và nó sẽ trở lại bình thường. Và việc của chúng ta là gì ạ? Chỉ có việc là gì ạ? Nhỏ nước mũi sinh lý để giữ ẩm cái không khí, giữ ẩm cái mũi cho bé, để cho gì ạ? Bé nó không bị khô và nó không gây ra các tình trạng như là chảy máu cam và các cái tình trạng khác. Đó là cách xử lý như vậy. Thì một vấn đề nữa chúng ta cũng phải lưu tâm là khi mà bé nằm trong phòng điều hòa ấy, thì chúng ta không được để cái phòng điều hòa của chúng ta nó kín mít hết ngày này qua tháng khác, đúng không? Mà chúng ta sẽ phải mở cửa phòng vào buổi sáng để đón ánh nắng vào, đón không khí vào để làm sạch vi khuẩn virus trong phòng đi. Đấy. Và chúng ta cũng phải vệ sinh điều hòa, ví dụ như là từ 3 tháng một lần hoặc 6 tháng một lần khi mà cho con nằm điều hòa, để loại bỏ các cái tác nhân gây bệnh như là virus, vi khuẩn, để tránh cái việc mà bé nó sẽ bị các cái bội nhiễm khi mà cái điều kiện thuận lợi như này. Tại vì một đặc điểm như này, khi mà nhiệt độ trong phòng nó thấp như vậy thì là cái điều kiện thuận lợi để cho các cái vi khuẩn và virus nó phát triển, và nó sẽ cộng với cái trường hợp bé sơ sinh là cái tình trạng mà miễn dịch của bé rất là kém như vậy, thì nó tạo thuận lợi cho cái vấn đề bị bội nhiễm. Chứ cái việc mà bé nằm điều hòa không ấy, thì nó không gây ra các cái tình trạng bệnh như bạn tưởng. Đấy, nhưng chúng ta lưu ý cái vấn đề đó. Vì đây thì tôi sẽ hướng dẫn thêm các bạn một cái mẹo nữa để giúp cho cái phòng ẩm hơn. Thì hiện nay bạn nào có điều kiện thì chúng ta có thể mua cái dụng cụ hoặc là cái thiết bị làm ẩm, đúng không, ở trong phòng. Còn đương nhiên là không phải là bạn nào cũng có điều kiện làm việc đấy, thì chúng ta có thể là để một cái chậu nước nhỏ trong phòng để giữ cho cái không khí trong phòng nó ẩm hơn. Đấy, nó đảm bảo cái độ ẩm từ 40-60 này thì nó sẽ tốt cho sức khỏe của trẻ. Đấy, thì đó là một số các cái thông tin đấy, và các bạn lưu ý khi cho trẻ nằm điều hòa. Cái thông tin này tôi nghĩ rằng là sẽ đủ để các bạn tự tin rằng có cho con nằm điều hòa hay không. Và các bạn nhớ theo dõi video tiếp theo để tìm hiểu các cái thông tin hữu ích khác. Xin chào các bạn.